Chào các bạn, ở những phòng bài học trước thì chúng ta đã được học qua về chiến lược giao dịch chứng khoán. Thì trong phần này chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, đó chính là phương pháp quản lý tiền. Thì các bạn đã biết là gì, quản tiền nó hết sức là quan trọng trong cuộc sống cũng như là trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta. Thì chúng ta có tiền nhưng chúng ta cần phải biết cách quản lý tiền như thế nào cho hiệu quả. Thì đối với giao dịch chứng khoán thì quản lý tiền là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến việc thành công của chúng ta trong việc chúng ta giao dịch hoặc là trading. Thì để quản lý tiền hiệu quả thì chúng ta cần phải quản lý được đó là gì? Cái số lượng cổ phiếu mà chúng ta cần mua hoặc bán trong mỗi lần giao dịch như thế nào cho hợp lý, và chúng ta gọi đó là position sizing, gọi là quản lý vị thế. Và các bạn hãy nhớ một điều rằng quản lý vị thế hoặc là cái position sizing đó, nó chiếm đến khoảng 30% quyết định đến sự thành công của chúng ta trong việc giao dịch. Chiến lược giao dịch mà các bạn được học nó chỉ quyết định tầm khoảng 20% mà thôi. 20% đến sự thành công mà thôi. Dù chiến lược có tốt như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chiếm tầm khoảng 20% trở lại mà thôi. Yếu tố tiếp theo quan trọng đó chính là quản lý tiền, chiếm tầm khoảng 30%. Và thêm một yếu tố nữa mà các bạn sẽ được học trong phần tiếp theo, đó là tâm lý trong giao dịch. Yếu tố này cực kỳ quan trọng, chiếm tầm khoảng hơn 50% quyết định đến sự thành công, và các bạn sẽ thấy được điều đó khi mà chúng ta học tới cái phần tâm lý giao dịch. Thì cái position sizing này á, cái phần quản lý vị thế này á, cho chúng ta biết là gì, bao nhiêu cổ phiếu mà chúng ta cần phải mua và bán trong mỗi lần chúng ta giao dịch. Khi mà chúng ta đã dùng cái chiến lược giao dịch phân tích ra, cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu mà chúng ta sẽ mua tại thời điểm này, nhưng câu hỏi tiếp theo chúng ta cần phải đặt ra là gì, bao nhiêu cổ phiếu chúng ta cần phải mua để hợp lý là hợp lý. Chứ chúng ta không thể nào là ví dụ chúng ta có 100 triệu, tìm được cổ phiếu đó tốt rồi các bạn bỏ hết 100 triệu vào mua một cổ phiếu đó, thì đó là sẽ ra rủi ro, và các bạn thường hay gọi là gì, bỏ hết trứng vào một giỏ là hết sức rủi ro, đúng không? Chúng ta cần phải phân bổ nó ra, và phân bổ như thế nào thì cái position sizing này á, này sẽ giúp cho chúng ta tính được cái số lượng cổ phiếu mà chúng ta cần phải mua và bán như thế nào cho hợp lý, để đảm bảo là gì, cái quản lý rủi ro của chúng ta cũng như là quản lý rủi ro trên mỗi giao dịch và trên tổng tài sản của chúng ta như thế nào là hợp lý. Thì ở cái phần tiếp theo á, cái phần về 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 cách tính như thế nào, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn trên file Excel. Thì trong phần này mình sẽ đi qua cái lý thuyết, các bước mà giúp cho các bạn xác định được số lượng cổ phiếu mà các bạn cần phải mua hoặc bán. Ở bước đầu tiên, các bạn cần phải biết cái số vốn đầu tư của bạn có là hiện tại là bao nhiêu. Giả sử các bạn có 50 triệu đồng bỏ vào để vào giao dịch chứng khoán. Bước thứ hai, các bạn phải xác định được cái mức phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch. Giả sử rằng mình có 50 triệu và mỗi lần giao dịch mình xác định là mình chỉ lỗ, chấp nhận lỗ tối đa là 2% của 50 triệu đó mà thôi. Giả sử là như vậy, 2% thì đó là cái mức rủi ro trên mỗi giao dịch là 2%, tức là trade nào các bạn cũng chấp nhận rủi ro tối đa là 2%. Thì các bạn có thể tùy các bạn từ cái mức độ rủi ro chấp nhận của các bạn có thể chọn 2%, 3%, 5%, nhưng mình khuyến nghị đặc biệt cho những cái bạn mà mới bắt đầu vào giao dịch thôi thì mức rủi ro chỉ nên ở mức thấp, và có giao dịch lâu cũng vậy, mình nghĩ mức rủi ro nên kiểm soát ở mức thấp tầm khoảng 2% trở lại, maximum là 3% là tối đa. Bởi nếu như các bạn chọn cái mức độ phần trăm rủi ro giả sử là 5% hoặc là 10% trên mỗi trade, trên mỗi giao dịch, nếu như cái trade đó các bạn bị sai thì các bạn có thể thua lỗ lên đến 5% hoặc 10% tổng số tiền mà các bạn có. Như vậy mức lỗ đó là rất lớn và là làm cho các bạn bay tài khoản đi rất là nhanh, và điều đó là mình không hề khuyến nghị cho các bạn làm, và mình khuyến nghị là các bạn nên giữ mức phần trăm rủi ro rất thấp thôi, 2% trở lại. Giả sử nếu cái trade đó các bạn có bị thất bại thì các bạn chỉ lỗ tối đa là 2% mà thôi, và các bạn vẫn còn có cơ hội để làm lại cho những trade tiếp theo. Rồi, sau khi các bạn đã xác định được tổng vốn đầu tư, mức phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch, bước tiếp theo là các bạn cần phải xác định mức cắt lỗ. Mức cắt lỗ tức là số điểm hoặc là số phần trăm cắt lỗ là bao nhiêu. Giả sử các bạn mua cổ phiếu của Vinamilk giá tại thời điểm mà các bạn định mua sẽ là 150.000, và các bạn dự định cắt lỗ khi giá nó giảm 10.000 so với giá mua, tức là khoảng 140.000, thì các bạn sẽ bán để cắt lỗ, tức là khoảng 6,7% đó, tức là 10.000 chia 150 thì tầm khoảng 6,7% so với giá mua, tức là khi giá mua rớt xuống 140.000 thì các bạn sẽ cắt lỗ. Như vậy mức cắt lỗ sẽ là 150.000 trừ 140.000 sẽ là 10.000. Rồi bước thứ tư,
Sau khi các bạn đã xác định được những yếu tố này rồi, tổng vốn đầu tư, mức phần trăm rủi ro và mức cắt lỗ, thì bước thứ tư các bạn sẽ tính được cái số lượng cổ phiếu mà các bạn nên mua. Nên mua. Ở này không có bán nha các bạn. Xin lỗi, tại vì ở thị trường Việt Nam mình thì mình không cho bán khống, cho nên hiện tại chỉ có một cái chiều là mua thôi. Thì mình mua bao nhiêu mình sẽ bán bao nhiêu. Thì mình trong trường hợp này không có bán khống, cho nên cái bỏ một này đi. Rồi số lượng cổ phiếu các bạn nên mua trong trường hợp này là lấy tổng vốn đầu tư nhân cho phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch và chia cho mức cắt lỗ trên mỗi cổ phiếu. Mức cắt lỗ sẽ là bao nhiêu? Thì trong trường hợp này các bạn có là tổng vốn đầu tư là 50 triệu nhân cho phần trăm rủi ro là giả sử là 2% thì nó sẽ ra là 1 triệu đồng. Lấy 1 triệu đó chia cho mức cắt lỗ trong trường hợp này là 10.000, như vậy 1 triệu chia cho 10.000 sẽ ra số lượng cổ phiếu mà các bạn mua là bao nhiêu ạ? 100 đúng không ạ? Là số lượng cổ phiếu 100 này. 100 nhân 10.000 ra 1 triệu. Như vậy các bạn, đây là cái bảng Excel mà mình đã lập ra. Các bạn sẽ dùng bảng Excel này để tính được cái số lượng cổ phiếu. Các bạn không cần phải nhớ ha. Mình giới thiệu sơ qua về cái bảng này. Thì đây là cái tổng số vốn đầu tư. Như mình đã nói 50 triệu, mức phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch là 2%. Mức cắt lỗ của các bạn là 10.000. Đây, lấy 150 đây, trừ cho 140 đây, các bạn ra được 10.000 ở đây. Và tự động nó sẽ tính ra cho các bạn số lượng cổ phiếu các bạn cần phải mua trong trường hợp này là 100 cổ phiếu. Ok, như vậy đó là cái công dụng của cái bảng này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn trong cái file Excel. Thì đó là cái lợi thế của cái quản lý tiền, đặc biệt là cái position sizing, giúp cho các bạn biết được số lượng cổ phiếu mà các bạn nên mua như thế nào để đảm bảo cái mức rủi ro luôn luôn là 2% trên mỗi giao dịch. Chúng ta kiểm soát được cái mức rủi ro tối đa cũng như mức lời ước tính mà chúng ta sẽ nhận được trong mỗi trade. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ áp dụng nó trong quá trình chúng ta giao dịch. Hết sức quan trọng nha các bạn, mình nhắc lại một lần nữa, nó hết sức quan trọng và rất cần thiết trong quá trình chúng ta giao dịch. Các bạn nên tận dụng nó để giúp cho chúng ta trade một cách chuyên nghiệp hơn. Và trong bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cái phần quản lý rủi ro và cách tính trên cái file Excel đối với cái bảng tính vị thế này. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.